Xin chào các bạn học sinh lớp 2 thân mến. Cô tên là Phạm Vũ Phương Minh, đang giảng dạy tại trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ. Rất vui được làm quen với các bạn qua tiết đạo đức hôm nay. Hôm nay, cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu cách bảo quản đồ dùng trong gia đình ở tiết 1. Ở tiết 1 này, các bạn cần đạt được mục tiêu sau. Nêu được một số biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng gia đình và nêu được vì sao phải bảo quản đồ dùng gia đình. Bây giờ cùng khởi động với cô nhé. Hãy quan sát tranh và nêu cảm nhận của em về việc làm của Na. Mời các bạn bắt đầu. Để xem có bao nhiêu bạn có cảm nhận giống cô nhé. Ta thấy trong tranh, bạn Na đi học về, trời nắng nóng quá. Thế là bạn chạy ngay đến tủ lạnh, mở tủ lạnh một tí cho mát. Việc làm của bạn Na như vậy là không đúng, vì có nguy cơ làm hỏng tủ lạnh và tốn điện nữa. Khi trời nắng nóng như vậy, các bạn có thể lấy khăn lau mặt, lau mát hoặc là uống một cốc nước hay mở quạt điện. Có thể chúng ta mở máy điều hòa, nhưng lưu ý các bạn không được chạy ngay vào phòng khi máy điều hòa đang mở vì có thể gây sốc nhiệt đấy nhé. Việc làm của bạn Na là chưa biết bảo quản đồ dùng. Như vậy, để bảo quản tốt đồ dùng trong gia đình, chúng ta cần thực hiện như thế nào? Cô trò chúng ta cùng tìm hiểu bài học Bảo quản đồ dùng trong gia đình. Quan sát 4 bức tranh sau và cho biết bạn nào trong tranh biết bảo quản đồ dùng trong gia đình. Em hãy thể hiện cảm xúc buồn với bạn chưa biết giữ gìn đồ dùng trong gia đình và thể hiện cảm xúc vui với bạn đã biết bảo quản đồ dùng trong gia đình nhé. Mời các bạn bắt đầu. Mời các bạn xem phần trình bày của cô, xem có giống ý kiến của các bạn không nhé. Bức tranh thứ nhất, bạn nữ đùa nghịch, làm đứt rèm cửa, sẽ làm hư hỏng đồ dùng trong gia đình. Còn bức tranh thứ ba, hai chị em nhảy nhót, đùa nghịch trên ghế nệm. Đây là việc làm rất nguy hiểm, nếu bị té, sẽ gây tổn thương đến bản thân và làm hỏng đồ dùng trong gia đình. Hai việc làm này là không đúng, nên cô thể hiện bằng mặt buồn. Bức tranh thứ hai, bạn dùng cọ mềm làm sạch các khe của bàn phím máy tính. Còn bức tranh thứ tư, bạn nam phụ bố lau chùi quạt điện. Đây là hai việc làm đúng, vì giúp cho đồ dùng sạch hơn, bụi bẩn và vi khuẩn không bám vào. Như vậy, đồ dùng sẽ được sử dụng bền lâu và bảo đảm sức khỏe gia đình. Vì vậy, cô thể hiện bằng mặt cười. Chúc mừng các bạn đã thể hiện cảm xúc đúng với việc làm phù hợp.
Qua bốn bức tranh vừa rồi, khuyên chúng ta điều gì nào? Khuyên chúng ta không nên phá phách, đùa nghịch để làm hư hỏng các đồ dùng trong gia đình, mà phải luôn giữ vệ sinh, giữ gìn đồ dùng cẩn thận sau khi sử dụng để đồ dùng luôn sạch và mới nhé. Mời các bạn đến với hoạt động thứ hai. Các em hãy lấy tập ra và ghi thêm cho cô những việc làm để bảo vệ đồ dùng trong gia đình nhé. Một phút bắt đầu. Các việc làm để bảo quản đồ dùng trong gia đình như tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi nhà, không viết, vẽ bậy lên tường nhà, bàn ghế, thường xuyên lau bàn ghế, lau cửa sổ, v.v. Các em biết không, việc bảo quản đồ dùng gia đình trước hết phải bắt đầu từ ý thức của mỗi thành viên trong gia đình, trong đó có bản thân của em. Mỗi đồ dùng khác nhau sẽ có những cách bảo quản khác nhau. Các bạn có thể hỏi thêm ba mẹ hoặc sưu tầm trên mạng Internet về các mẹo vặt giữ bảo quản đồ dùng gia đình thật tốt, rồi ghi nhận lại để tiếp sau kể cho cô nghe nhé. Bây giờ, chúng ta cùng bước vào hoạt động 3. Theo các bạn, thì vì sao cần phải bảo quản đồ dùng trong gia đình? Mời các bạn suy nghĩ. Các việc làm để bảo quản đồ dùng trong gia đình như tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi nhà, không viết, vẽ bậy lên tường nhà, bàn ghế, thường xuyên lau bàn ghế, lau cửa sổ, v.v. Qua ba hoạt động vừa rồi đã giúp chúng ta nhận biết cũng như biết cách bảo quản đồ dùng trong gia đình và biết vì sao cần phải bảo quản đồ dùng trong gia đình. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng thực hành nhé! Bài 1 trang 13. Nói mặt cười với việc làm đúng, nói mặt buồn với việc làm sai. Một phút bắt đầu! Mời các bạn cùng đến với đáp án của cô. Bức tranh thứ nhất và bức tranh thứ hai. Hai bạn nhỏ biết bảo quản đồ dùng trong gia đình bằng cách lau chùi, quét dọn sạch sẽ nên cô nói với mặt cười. Còn bức tranh thứ ba và bức tranh thứ tư. Hai bạn nhỏ chưa biết giữ gìn đồ dùng, phá phách có thể làm hỏng đồ dùng, dễ gây tai nạn nên cô nói với mặt buồn. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành bài tập thứ nhất.
Bây giờ chúng ta cùng sang bài tập thứ hai. Bài 2 trang 14. Bốn việc làm trong tranh này rất quen phải không nào? Cô chắc chắn các bạn sẽ làm được. Hãy đánh dấu chéo vào hình tròn chỉ việc làm em không đồng tình. Mời các bạn bắt đầu. Mời các bạn cùng xem đáp án. Hai hành động mà cô không đồng tình đó là bạn nhỏ kéo rèm cửa và hai bạn nhỏ đùa giỡn trên ghế. Chắc chắn các bạn cũng có đáp án giống cô đúng không nào? Chúc mừng các bạn đã hoàn thành tốt bài học. Để chốt lại nội dung bài học hôm nay, các bạn hãy đọc to với cô bốn câu thơ sau nhé. Luôn nâng niu bảo quản mọi đồ dùng cá nhân, bên nhau ta gắn bó như những người bạn thân. Hãy vỗ tay khen mình đi nào. Chào tạm biệt các bạn.